Không, mọi người. Bạn mua cục kiêu rồi ư? Ừ. Bạn Muốn đã mua thử không? rồi ư? Chờ đã, để tôi thay đồ á, tôi chưa thay đồ xong. Hello mọi người, chào buổi tối. Ngày hôm qua thì Sky Children of the Light đã ra bản PC chính thức. Hôm nay mình đang chơi. Ý ông ấy. Không, đồ này nhìn vẫn nóng lắm. Mặc đồ nào mát mẻ một chút. Cởi hết ra luôn đi. Đây, mặc cái này, mát. Nhưng mà đeo giày cũng thấy nóng nhỉ. Đi Bỏ dép ra à? luôn. Tôi sẽ đi dép Lào. Xinh không? Đi dép này cũng xinh. Đi dép Lào đi. Cho nó mát Đừng mẻ. bỏ ra luôn đi cho nó Đi chân mát. đất. Ừ, Đi chân đất à? Ok, chân đất. Ok luôn. Hôm nay nhiệm vụ map nào nhỉ bà nhỉ? sáu Map nhiệm vụ 6 dễ à? mấy, Map hôm nay nhiệm vụ 6. dễ lắm. Map 6 thì nên để cao hay là đây tôi để cao đi. Tôi nên để nào? Đầu chọc luôn. Đầu chọc. Đánh tiên đồ đó. Con TS này chắc bị nói nhiều quá, xong rồi TGC cuối cùng cũng biết điều, đem nó quay về home. Con nào? Con gì? Mấy con TS này nè, thường thì nó sẽ À, Challenge quăng vô Spirit. làng chuồng chim á, xong rồi bị nói nhiều quá mới cho nó trở về. Tại vì ở cái làng chuồng chim là bà bắt buộc bà phải làm nhiệm vụ. Mà thường mấy người lười hoặc là người nào mà yêu thương hom quá thì người ta không muốn, muốn qua đó. Tôi sẽ vẫn đeo cái lông Nô mày lệ. cọc này. Như này mới mát mẻ chứ nhỉ? Nhưng mà cái quần nó vẫn còn nóng. Ôi cái quần này nó cũng mát mà. Rất mát. Chảy mồ hôi. Không có nâu kết nhỉ? Làm cô tin. Ui cái này nóng lắm. Tao đeo này nè, không đổ mồ hôi xong rồi lấy lau. Cái gì đây? Sao bây giờ lại có thêm cái icon hình hình cốc trà đây? Đồ chơi à? Đồ chiêu chiêu ở đây là đồ trang trí, phải không? Hello. Tôi nghe nói là mấy hôm nay sẽ có nến bự ở tất cả các map đúng không? Nến bự, nến bự. Vương miện. Nhìn này. Úi trời, úi trời trời. Đeo này không ta? Nhưng mà tôi vẫn thích đeo con thỏ. Tôi không cầm được cái cục đấy tại nó bị vướng cái ô tô. Ô làm nào để bỏ con chuột ra nhỉ? Ấn shift nó mới được. LT. À tự chuyển rồi hả? LT hoặc ship, tôi để hai hai nút. Ồ bên tôi thì đây. Hello Tú. Hello.
cục Rubik này, lộn lộn cái cục Cube này nó lạ lắm nha. Không Mình va chạm với nó thì mình sẽ nghe thấy tiếng giống như là cục sắt va chạm với nhau á. không Nhưng mà lúc ôm thì nó lại kêu chút chít. chút chít tức là kỳ cục game ra bản demo rồi ra early access không biết khi nào mới ra. Ủa không, cái này là official rồi mà đúng không? Ừ, chính thức không rồi, đâu phải Thế còn gì demo nữa nữa? đâu. Bây giờ mình cũng có thể bấm vào shop và mua bắp nè, mua phát nè, các thứ nè. Còn có Johnny nữa nè. Có Johnny. Johnny có thể mua ở tất cả các bảng luôn, coi như là PC hay là Android, iOS đều mua được. Đây là bạn bè. Đây. Xem nào, inbox new update. Ủa, tôi vẫn chưa chỉnh sang tiếng Việt, tôi quên mất. À, cái này bà phải chỉnh trên Steam á, trên kệ. Tôi có nên chỉnh bây giờ không ta? Chỉnh bây giờ luôn đi. Aware. Need À, help. bấm vào Steam á. Được đó, để tôi Mà tôi bấm tùm lum lắm, nói chung là tôi sẽ bấm vào cài trước, xong rồi xem cái phần nào có phần cài đặt hay gì đó. Không biết nữa, nói chung tôi bấm tùm lum xong tự nhiên ra tiếng Việt luôn. Mà biết ai bà thử bấm vào cài đặt trên Setting. PC ấy, trên Steam á, Remote. Có cái thiết lập remote nè, play. xong rồi có Security notification. Bà có nhìn thấy không? bà có stream tôi đâu Có mà. đâu Chắc tôi chuyển màn hình. à, đây bà mới chuyển. Không. Có mà. Ý là tôi chuyển thành màn hình cả screen thì bà sẽ nhìn thấy hết luôn á. Sorry mọi người, đợi mình một xíu nha. Rồi không vô lắm. Tìm cái chỗ nào có Nãy chị thấy em ngữ. mà đúng không Hakuro? Hello, good night xong đi mất luôn. Interface. Giao diện. À cái đây cái phần màn hình á. À Ui, ở ui. dưới ê ê. Ừ, đúng rồi, đó đó là cái màn hình á, cái phần trên nó có tiếng Việt, cái tiếng Anh các thứ thì đúng không? Đâu, đâu? Cái ở bên À đây, đây, trên á đây, 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 đây. nó đó. Ok. Bay Vào lại sky. thôi. Restart lại Steam. Show đó. Ok. Nhớ lại nè. Oh no, I have to. Tắt mic một chút nha. Okay. Ơ nó vẫn để tiếng Anh kìa. Hello. Vẫn tiếng Anh à? Ok. Nhớ là tôi sẽ bấm vào cái phần nào đó liên quan đến Sky á. Vẫn để tiếng Anh. Tại sao? Chờ tôi nhận nhiệm vụ đã. Sử dụng một biểu cảm trước một người bạn. Băng. Có 15 ngôn ngữ được hỗ trợ.
bà vào cái phần trang chủ, vào Steam xong bấm vào Sky Sau đó. á. Cứ làm đến bước đó đi để tôi xem bà. À đây 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 tôi thấy rồi đây. Tôi thấy luôn rồi nè. Sau đó thì ấn vào đâu ta? Ngôn ngữ tiếng Việt đúng không? Ừ. Hình như chỉ cần ấn như vậy là đủ rồi sao á. Đẹp cú. Ý được rồi nè. Nó hiện lên tiếng Việt. Xong rồi. Nó lại cái 88 không. Và 180 phút. Xem nào. Tôi chết vẫn mấy cái phím phát. Đây, đây. Góc nhìn này, nhảy bay gọi cái menu. Tay của tôi bị dị tật rồi. Lại chụp được hình này. Nhưng mà cái chụp ảnh ở góc có xài được không ta? Nhưng mà không có quay phim ha. Tôi không có chụp hình nữa nè. Chụp hình có mà. Tôi không có. Bà thử đeo cái cam xem. Đeo cam hả? Ừ. Cam thì tất nhiên là tôi chụp được. Nhưng mà quay được không? Không, nhưng mà nó không lưu đâu. Không biết lưu ở đâu luôn á. Bà vào Steam xong là có cái xem ở trên ổ đĩa. Chắc là sẽ thấy. Này tôi cũng đã thử nhiều lần rồi nhưng mà nó lại không có. Không có quay. Làm sao để Ê, chỉnh mấy cái ê, này ta? ê. Chỉnh cái này hơi lú nha. Ê, bà đi qua tôi nó quệt vào tôi luôn á. Kiểu nó có tương tác luôn Đâu? Đâu? Cái này chỉ trượt tuyết được không? Không, chụp đúng lớp gì? Tôi đang không thấy bà đâu. Where you? Đó em rất tìm. Mà bắt được làm chó á.
Ê, cam quay không có kịp. Trời trời trời, cứu tôi, cứu tôi. Trời, sao mà bà bay nhanh quá à. Mày nhanh quá, mày mày ảnh chụp không kịp luôn. Quế 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 quế. Múa đi. Và múa dữ chưa? Ê, tôi không nhớ là hồi trước tôi làm cái emo nào mà tôi chụp thành khá bảnh được luôn. À, cái này. Vừa nói đấy xong hả? á. Ừ. Lại đi, lại đi. Ôi chết. Không kịp, không kịp, không kịp. Ê, nhưng mà tôi cần phải bật. Có đèn nào mà giống cái bảnh. Trời ơi. Phải đi bốn chân. Ui, bà ơi, cái vai của tôi nó bị rách kìa. Bà nhìn thấy không? Trời ơi, mặc đồ nó rách. Rách kìa, không phải rách tay. Cái tay nó bị rách. Nghèo khổ đến thế cùng. Tay rách chứ không phải là quần áo rách. Tôi thấy cái tay rồi. Đấy chưa. Cái tay của bà mắc cười quá. Ừ, nó bị vẹo cái tay rồi. Oh no. Nó bị hóp vào. Ừ. Mắc cười quá. Big mess quá đi mà. Đau lưng. Rồi, chúng ta đi đâu đây? À, tôi sẽ làm nhiệm vụ thôi. Giờ tôi cắt đồ đây. Hay là đi lụm sao nhỉ? Hôm trước đi Eden về tôi chưa có lụm sao đâu. Tôi chưa lụm một miếng nào luôn. Chủ nhật xương xương rồi. Xương xương là bao nhiêu? À, tổng hiện tại thì 189 cánh. Wow. Xương xương thôi. Đừng có quên là mỗi map có 8 nến, 8 cụ nến nha. Ủa, bà đi đâu rồi? À, đây nè. Tôi mang hàng nóng đấy. Ê, nhưng mà đám này tôi không không tung, tôi không dơ nến được đúng không? Có, vẫn dơ được mà. Dạ. Yeah. Okay.
lộn đấy. Let's go. Mang hàng nóng xong cái này rớt ở đây luôn. Ừ, không biết nữa. Nè, tôi đặt xuống nè. À, nó mất tiêu rồi. Tìm ngọn nến ở cuối cầu vồng, mình ngồi thiền ở tầng 2 và ủa. Ồ. Điệu map à? Ở đây là map 6 chứ đúng không? Ừ, mất sao? Thế thì tôi sẽ mang chibi. Mặc dù tôi không chơi chơi ấy nhưng mà tôi thích mang chibi ở map đấy. Sao chưa? Map 6 có bao nhiêu sao ta? À, không bao giờ tôi nhớ số sao trong mỗi map đâu. Nó nhiều vô kể luôn. Where Nó you? tăng. À đây. Nên đi bên hoàng tử bé trước hay là đi vào hầm trước bà? À, tùy bà, chỗ nào cũng như nhau. Vẫn phải về rồi đi tiếp à? Một sao lẻ. Có thiếu ở đâu thì nhớ hú tôi nha. Bên hoàng tử bé tôi không nhớ đường. Bên này tôi không có nhớ đường. Ở mình vô đó làm chi vậy? Bên này có sao mà đúng Có nhưng mà map mùa. Vô map không? mùa luôn hả? Ủa? Nhưng mà bây giờ đang có mùa đâu? Ừ thì vô map mùa. Chứ chỗ đó là mùa collab ở trong đó đó. Ba mùa collab. Ý là sao? Ủa là chưa đi lần nào hả? Chưa. Vô đi là biết liền. Ui, mình quên tải game. Nhưng không vào lực này. Ồ. À, thấy không? Ba mùa collab. Ồ. Thế chứ. Cả ba cái đều có sao đúng không? Có bạn tụt luôn à? Ừ. Kiểu đứa nào mà ngồi xuống là mình sẽ bị rớt. Một đống sao. Đây nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái. Ủa? 6 cái thôi á? 6 vị trí đó, chứ không phải là 6 cái đâu. À ừ nhỉ. Lũ. Tạm biệt. Đi tiếp. Đi chỗ nào? Đi hòn từ bé trước. Ok. Ui, ui, ui. Lọt hổ. Con người lạc lối, bà hãy chỉ dẫn cho tôi. Suy. Chuyên gia làm hướng dẫn thế đấy hả? Lúc cũng lười muốn newbie tự biết đường đi. À. Con người kêu tập bay không biết là khi nào mới lên đây. Đẹp chưa? Đẹp không? Đẹp Ông không? Đẹp không? bên phải lưỡng lên nóc nhà Nhà thấy sáng à, sáng không? tôi đã thấy ánh sáng ấy. Hello Thanh Tú Huỳnh. Hello. Chui phải có lu vậy. Hết cánh rồi, Hơi cắn hết bớt. thở rồi, à. Không Thở cánh sao. đi vậy. Không sao vẫn thở được. Em không bay thẳng được lên ý. Gió quá. Không sao. Chúng ta đã tới nơi. Hai Mấy mắt mùa sao. tôi lười lưỡng. À, cho tôi lấm nữa. Thì ra là chưa lụng. Lượm mắt mùa tại tôi lười lắm. Thì bây giờ mình đi nào. Rồi, ok. Gì cười dữ vậy? À, không có gì. Cười dữ là vì
không biết bay. Nó chỉ cái ngọn đèn nữa. Đi đường nào nữa nào? À, bay lên ngọn đèn Ngọn đèn. bên bên trái, ừ đó đó, bay thẳng lên trên ngọn đèn. Ngọn đèn. Đó, ngọn đèn trước mặt bà kìa, Đâu? Quét. nó là đèn đó, nguyên cái cục to bự đó là đèn á. Đây hả? Không, đằng sau lưng bà thấy có Đằng cái gì, có sau. giống ngọn tháp không? Tôi tưởng chỗ này là chỗ mình vừa mới tới. Không, Ủa? bên phải quay đó, bay thẳng lên cao lắm, Ủa sao tôi có nhìn thấy cái gì đâu? bay bay lên tại vì nó khuất tầm mây rồi. Game gì vậy? Game này tên là Sky Children of the Light nha. Vừa mới ra bản PC trên Steam nha. À, đây rồi, thấy rồi. Game này rất là chill nha. Nhưng mà vẫn có áp lực về nến nếu như bạn muốn mua đồ. Thôi để người ta, biết nó mổ hường thôi đã chứ, còn 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 những cái thứ còn lại để trải nghiệm chứ. Rất chill nha, rất là cute, rất là cái gì đấy, Bay rất ra là bên ngoài, Yoshi của bay ra bên wow. ngoài, nó trên đỉnh ngọn tháp, nó có điện. Trời ơi, có người ngủ ở đây à? Đâu đâu à, trời ơi, nó đang tâm sự vậy, ngủ ngủ gì vậy, mình đặt cái Tôi thấy người ta nằm. cục. Chúc hai bạn ăn ngon miệng, mình đặt cái nồi lẩu ở đấy. Đợi xíu để tôi chào miếng. Tạm biệt. Xin lỗi, mình cắt cục cua cu bê của mình rồi, mình chỉ còn mỗi đó thôi. Ngôi sao tiếp theo ở vườn hồng đúng không? Không, Ở đâu nữa? bay thẳng lên trên á, Bên trên. nó có cái chỗ giống như là chỗ đức vua ngồi ghế. Đức vua hồi thế. Tôi không nhớ cái vị Bên trí. trái, bên trái, bên trái, Bên trái thì là vườn hồng mà đúng nó cứ bay thẳng đi, bà thấy, bà sẽ thấy cái đốm sáng nó à nằm ở bên à dưới. cái đảo bay lơ lửng kia đúng không? Ừ, chỗ đức Có vua tại vị. Không, không phải đức vua, mà là ở nhà đức vua, nhà theo trong hoàng đứa bé là đức vua đúng không, người tự xưng. mà nam hay nữ vậy? Bạn đoán xem. Bên dưới, Bạn bên đoán dưới, bên xem. dưới, bên dưới, Bên dưới bên của xuống chỗ này á? lỗ. Ừ, trong cái lỗ Ồ. đó đó. Chị tên gì vậy? Mình tên là Charabin nha. Có thể gọi mình là Cha hoặc Pin. Kệ, Bạn của hết rồi mình đó. ở đây là Haru nha. Thế hả? Muốn, muốn đi đâu nữa vậy? Tôi muốn ngó trên này chút. Tại lâu lắm rồi không qua đây, tôi không nhớ đường gì hết. Haru thì chuyên làm video về hướng dẫn chơi Sky nha. Bạn có thể thăm, úi rồi, thăm kênh YouTube của Haru nha. Sao chúng ta không về home và quay lại từ đầu? Nói Nó chuyện còn nhỏ quá không nghe rõ. gần. Đợi chút. Alo, mọi người có nghe rõ không? Không thể là Rất do mic rõ. mình hơi xa. Alo, 1, 2, 3, 4. Nghe rõ trả lời. Nghe gì hết. Ê. À, về home đi mẹ. Không còn đường Mẹ về nữa hả? Đi đường kia về được ơi. không? Đi được nhưng mà xa lắm, Nhị về hoa gì? home mình còn nhanh hơn. Nhị hoa về đi. Kệ, bước con giữa chợ Ok rồi, ok.
Anh chưa đã nhắc nhở mình nha. Đi thẳng qua map 6 luôn. Ok. Để chúng ta khác chỗ nhưng mà cùng server. Bế tiếp. Ôi sao không ấn được nè. Ui ấn lộn nì. Cõng hay bế? Gì cũng được. Một kho lát tiếp à? Đi không? Qua cái mùa hưu đi. Ừ. Map 4 đằng nào mình cũng phải đua xong rồi mình cũng qua cái chỗ Aurora mà. Tôi nhớ là quanh khu này còn một chỗ để đi nữa mà đúng không? Nhưng mà nó là chỗ nào ta? Đúng rồi, cái chỗ ngắm cây non nữa, kho tri thức. Ồ. Chỗ Đúng đó lại có một cái cái đường chuyện. hầm đi xuống. Sao xa dữ vậy? Sao nó không cho mình cái điểm chuyển gần cái. Không biết đấy. Đây là cái chỗ đầu mùa game đúng không? À nhầm, đầu mùa đúng không? Ừ. Cong. Đúng rồi, game này đồ họa khá là xinh. À game này có thể chơi trên điện thoại được nha. Bạn có thể tải trên CH Play hoặc là App Store. Android, iOS thì được. Nếu bạn giàu thì bạn có thể chơi trên PS Play hoặc là Hoặc là cái gì nhỉ? Nintendo Switch. đúng vậy. Hội người giàu thích chơi. Miền Bắc hay miền Nam thì cũng không không quan trọng. Quan trọng mình là người Việt Nam. Bay lên, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên. Thấy cái Trước chỗ vừa hình đi. đằng đằng sau bả bay lên đằng đằng sau á. Bay Đi đâu lên xa đằng sau. vậy? Bay lên đằng sau. Để bị lái À đây đây đây. Hey, cho. Để bị lái cho. Dữ. Haru đã bất lực. Ok, bà thấy tòa tháp đằng trước mặt mình không? Thấy không? Thấy không? Cái tòa tháp mà trước mặt mình, tòa tháp mà. Người ta đùng vương. Cái đó gọi là gì ta? Quên rồi. Cung điện. Đúng rồi, cung điện. Trên đỉnh cung điện có một cái cánh á. Bay vô. Hoặc là thôi mình bay vô đây nè. Bà làm xong hết nhiệm vụ mùa mà đúng không? Hôm trước làm xong hết rồi đó. À, Hôm vậy trước thì vừa ở đi đây xong nó mà bây giờ tôi cũng không có nhớ. ở đây có nè một cái đường hầm. Đường bí mật à? Cái chỗ này bay vào gặp con hươu á, nhưng mà mình phải có kép thì mình mới gặp con hươu, còn không thì mình chỉ thấy mỗi cái cây thôi. Map nào vui thế? Map này là map mùa vừa mới kết thúc nha. Mùa hươu chít màu cựu sắc tộc. Hươu hay nai? Thứ Wow. nè, chui vô. Cõng bé đi. Đi đến bay đến tòa tháp thôi. Cảm Chị còn chơi game gì không? Mình còn chơi một vài tựa game khác như Identity Fine nè. Đi đường nào nhỉ? Đường nào nhỉ? Cái đi đi cái đường này nó bị gió vả mình á. Nhưng mà đi đường nào nhỉ? Bay bay lại đường cũ đi, bay ê, bên trái bên trái bên trái. Kìa cái đường hầm. Don't stop together nữa này. À, hết hết nến rồi. À À, nhầm, hết hết cánh quên. rồi. Quên sạch. Cục sạc dự phòng.
Phi không Phi à. Có phai phai thôi. Ừ, có em phai thôi. À phai. Ok, Jason. Làm sao? Đi đường à đây. Bay lên đỉnh tòa tháp. Các chị giàu lắm nhỉ? Không quá đâu bạn ơi. Tất cả là cày cuốc đó. Nếu mà để gọi là ác cày đến độ mà phú bà thì là cái bạn ở trên lưng mình này. Nhưng mà cũng là cày nha. Phú Làm gì bà vậy? 2.000 đến Đứng đi đường nào. đi lên đỉnh tòa tháp. Ôi vậy ha. Ừ. Để ăn mấy cái miếng nến nhỏ nhỏ này, nhỏ nhỏ xinh xinh đồ đó. Ừ. Thôi tí nữa ăn nến bự sau. Ừ. Cho Ừ. ID đi. ID game nào vậy bạn? Tại nếu mà là Free Fire thì mình không chơi nha. Nói vậy thôi. Ừ. Bên này hả? Ừ, đằng sau, đằng sau. Đằng sau quét. À, ừ, đó, 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 đằng sau, đó, đó. Đằng sau Thấy đó đó. không, thấy không, thấy không? Quét. Nhìn, 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 nhìn vô ngọn tháp. Ngọn tháp. Thấy, thấy nó, thấy có sáng không? Ngọn tháp màu vàng, còn trước bà vệ thì cái Quét. bên vệ thì đó, thấy không? Đi đằng sau. Ừ. Đằng Đã, sau. đi, ừ. Đi, đi, đi. Đi. Không, đừng có bay Ủa? xuống. Ủa? Bay lên. Haru đã bất lực. Bay lên xong đấy. À, ngó đằng sau đi, ngó đằng sau. Ngõ đằng sau. Đây hả? Ừ đúng, đó 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 đó, Đâu có thấy đâu. đằng sau quay, Đằng sau. Ủa? đằng À, sau quay. Ừ, giờ trễ hết rồi đó. Vậy không ơi, không xong qua map 6 tiếp. nhảy nhảy đi đâu vậy? Nhảy Mất đâu trong thiên không. tất kỳ vậy? Ok, mình chui vô cái hang này nè. Đâu, đi mở cổng đi. Chụp. Đây là chỗ đứng cho người lùn. Bên kia kiểu Cao quá. Ê, nó tự mở rồi nè. Đi thôi. go. À, Kite có vào đây được không ta? Được chưa? Được quên mất Nè. cái vụ này. Tôi không nhớ là Kite có nhìn thấy chỗ này không. Tôi không biết nữa. Bà Đang kiểm nhắn tra thôi. xem. Có thể là đến phải cũng vẫn sẽ on muộn muộn lắm. Nay bà on đến 9 mấy giờ ta? Nay bà có thể on đến mấy giờ ta? Hả? Ừ, 10 giờ là tôi phải off rồi. Ở no. Còn 1 tiếng. Rush cánh 1 tiếng được không ta? Không. Mình... Trời ơi, tôi bị mất não rồi mà. No, tôi skip luôn cả cái chỗ cánh là đây. Mình có 2 cánh bọn. Vậy thì nhặt nến xong ở map này với làm nhiệm vụ xong mình sẽ đi ăn nến bự vậy. Còn mấy sao khác đi để lần sau đi. Tính ra tuần này nó cho khá là nhiều đến mà mình chạy đến nhanh lắm luôn á.
À, bà chỉ cần ăn 40 ủng đến ở mỗi mát. 40. Ừ, thì mỗi mỗi mát là có 8 ủng mà. À. Xong rồi bà đi ăn dầu ăn bánh hoặc là farm, xong rồi farm một hai mát bất kỳ gì đó là bà sắm nến rồi. Sao Nhưng nhìn nhiều chuẩn bị cho đợt à? Thanh tẩy xin nến. tổ Thanh chúng ta sẽ tẩy xin nến. tổ má ơi Trời thật. ơi, nướng cua. Nếu mình cho bạn cái lò này Trời ơi, ngắn thế này mà cũng bơi được luôn hả? người Ngắn thế này lùn mà cũng bơi được luôn á hả? Hello chị. Hello. lỡ Ui, tôi không nhìn thấy gì hết. Để đây nha. Phải đăng đang khung nhớ đường sắp thì đi cái này trước cũng được nè. Tôi không ăn đến này đã lười lắm. Con chùa gọi đi thôi. may quá nó không bị kẹt. Mình lại nhảy nữa. Lát hóa Ikemen Dubai em ngắn được không? Haru có Ikemen Dubai đúng không? Ừ. Thế để tí nữa Haru biến cho. Còn chị không biến được. Chị không có. Ủa đường nào đấy? Ui, Ê. Mùa đấy chị là mùa đầu tiên mà chị chơi mà chị cũng không biết các mùa là gì cho nên là mùa đấy chị không có gì hết. Này cái gì sao chị là sao chơi cơ sao? chơi sao mình tải game về rồi mình chơi thôi. Điện thoại thì tải trên CH Play hoặc là App Store, còn PC thì mình tải trên úi rồi mình tải trên Steam nha. Vừa vô là game nó sẽ hướng dẫn mình làm cái gì trước tiên mà đừng lo. Nhưng nó sẽ Xong rồi có hướng còn dẫn mấy cho cái nâng newbie. cao hơn thì mình cứ hỏi mấy cái người chơi lâu năm thì họ sẽ chỉ. Thì Hoặc bình thường như là tụi bạn thấy tụi mình đi trên trên này thì tụi mình đi ăn nến nè, xong rồi bạn thấy có cái nến nó chạy lên đầu nè, nó là đơn vị tiền một dạng, tệ. đúng rồi, một dạng đơn vị tiền tệ. Nến hoặc là tim thì mình dùng để mua đồ, cái nào nó cũng có giá trị của nó cho nên là đừng có bỏ qua. Nếu mà không biết gì thì có thể vào YouTube của Haru để coi hướng dẫn. Ôi, chắc chắn nó khóc rồi. Tôi bị đá xuống dưới. Để bế cho nó đỡ rớt ha. Không bé, tôi nghĩ nó cũng vẫn rớt à. Để có lên không nhỉ? Điểm nào nhỉ? Bên này. À, vô đó đi. Nhớ nữa. Bên này có mấy sao ta? Một nó à. Có Một một thôi à? cánh. Ê, lạc đường rồi bạn. Yeah. Kiệt. đi lên đi. Tự dưng vô tù này có chui qua được không ta? Không. Không. Đi lên đi rồi mình bay lên, bay thẳng lên trên. Xong rồi mình tìm cái con nào đang ngồi một cục ở trên đó. Tóc thấy tóc cũng đẹp mà ít người mang kiểu tùy gu từng người, với cả bây giờ mình có rất nhiều lựa chọn ấy, mình có rất là nhiều mùa, có nhiều đồ đẹp để chọn cho nên là mọi người sẽ chọn theo cái gu mà mọi người thích á.
Theo những gì mà mình ê đi vô đó là cái gì? Thế đi đường nào? Ok, bay ra ngoài. Bay ra ngoài. Đâu đâu? Bay lên, bay lên. Bay Không, bạn cứ lên. bay lên đi. Bay lên là nó thẳng ra ngoài. Ở đây có mấy cây Đó, đó, nến đó, mà nó cứ thấy bị con lẻ gì đó, đứng tẻ. đứng ở đó không? Con gì nó đang đứng ở đó? Con tinh linh kìa, thấy không? Con nó đang ngồi mà. Rồi bà chạy xuống, bà bay xuống. Bà thấy cái song sắt không? Bà thấy cái song sắt không? Quen. Bên tay phải của bà, ừ. Cái song sắt kìa. Bay lên, bay lên, bay lên, bay lên. Không cần. À, vậy Mình thôi. Bình thường mình phải chui thẳng vô trong đó. nhớ là nó chạm được mặt ta. À, có cái chỗ song sắt cục kìa. Rồi Chị hết hay rồi hả? like vào giờ nào để em biết em đã xem? Có. Thường thì mình sẽ like vào khoảng 8 giờ vào thứ bảy chủ nhật nha. Đi lộn đường thôi, Ê. đi lộn đường. Mãi nói đi lộn đường. Gì nhỉ? Lịch chính của mình thì sẽ là vào thứ bảy chủ nhật, nhưng mà sẽ có những lúc mình rảnh hoặc là game có update thì mình cũng sẽ stream trong tuần, sẽ cố gắng stream trong tuần cho mọi người. Đáng ra là hôm qua mình sẽ stream, nhưng mà hôm qua mình có việc, kiểu hôm qua game vừa mới ra mắt thì mình sẽ stream, nhưng mà hôm qua mình có việc bận nên là mình cũng không stream được. Và cuối tuần thì cũng sẽ có, thỉnh thoảng mình cũng sẽ bận, mình cũng không có stream được nữa. Nhưng mà thường nhất thì mình vẫn là stream vào cuối tuần nha. Trời ơi, độn Nè. thổ kìa. Đừng thổ, bạn xoay xoay lại chỗ đi. Phải xoay. Xoay xoay tại chỗ. Ừ. Ui. Ủa sao bạn nhảy vậy? Không, tôi đang xoay mà tự dưng nó nhảy chứ. Đấy Không, đấy, nó tự bà nhảy cũng này. không cần phải xoay nhiều vậy đâu. Bà chỉ cần di chuyển là hai nút đi qua đi lại liên tục á. Đừng cố Nice. gắng giữ im một chỗ á. Tôi thử bàn phím xem. Ừ, Mai bàn phím nó dễ hơn á. á. Dùng một cái emo nào Ngờ đó đi. Úi. trời, Black Magic. Hư quá nha. Ủa này được cho phép rồi mà, đồn thổ mà, có gì đâu. Thử quá nhà. Mọi người vừa được xem hướng dẫn một trick nha. Chỗ này mấy đứa size lớn nên có thể dễ dàng chui vô. Mình thì tại vì mình bé quá. Rồi size tại chỗ đi. Mai chị cũng stream. Nếu mà không có gì thay đổi thì mai mình vẫn sẽ stream nha. Vẫn di chuyển, bà vẫn phải di chuyển á. Mà bà có thể sử dụng emo như là xỉu nè. Đó. Xỉu nhưng mà bà vẫn phải bay lên, nếu không là bà làm rớt tôi á. Dùng emo xỉu này. Mà bà chui thẳng xuống dưới luôn. Trời ơi, sao bạn cao gì? Không được này, không được. Trời. Lạ. Nè, xem nè. Đó. Nhưng mà tôi không có. Để đã. Bàn phím thì ấn nút nào để à đây. Ok. Bà phím nó AD bấm liên tục thôi. Nhưng mà tôi không có đạt được đúng.
Làm sao để đặt đặt ngay đồ giữa vào người người được? xong đặt đặt vào người xong rồi bấm di chuyển liên tục AD Làm gì nè, sao để đặt vào người mình được vậy? thì mở cái bảng ấy ra xong rồi di chuyển đặt lên người bà thôi, như tôi đặt lên người bà nè Ui, tôi đặt đó, được chị lên đặt người bà thôi, tôi không đặt được vào người tôi. ok vậy. Đó, đặt bà đang đặt vào người bà đó. Kiểu vậy, tôi phải chạy rất là ấy. Ủa, như là bà phải dùng bàn phím ấy, dùng con chuột. Đúng không? Dùng con chuột mới được. Không có được. Chuột của Du đâu? Mở cái bảng emo ra rồi bấm vào cái đó, kéo không gì 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 bà đặt trên trên tay cầm trước đi, bà đặt ra ngoài trên tay cầm trước, đặt. Ủa là sao? Câu nãy tôi rồi đặt. Vẫn được mà. Nhưng mà bà vẫn phải di chuyển. Tôi vẫn di chuyển mà. Quê. Tội nghiệp. Nói đi. Nó game không cho bạn sử dụng chiếc trên PC rồi. Được. Bà cứ di chuyển AD đi, để tôi đặt. Nó bay ra ngoài, bay ra ngoài tự nhiên bay lên trên chị. Bay ra ngoài. Bay ra khỏi khu vực. Tôi cái gì nhỉ? Tôi đang bảo cái gì nhỉ? Chuyển qua bàn phím ấy, tôi bay ngu hẳn. Ok. Để tôi thử độ độ thổ xem sao. Quá buồn. Độn thổ trên này cũng khá là dễ nha. Nhưng mà làm lại. Làm lại sao? À, À đây đây bà đây 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 đây. Ê. gì à? Cánh Cần rồi. Tôi đi mình tiếp chỉ thôi. không? Tôi đi tiếp thôi. Tạm biệt. Đi tiếp nào bạn gì? Where you? Nhiệm vụ còn ngồi thiền với cả hồi tưởng một 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 một, một ký ức. Ôi nãy mình quên mất không hồi tưởng cái ký ức ở trong kia nhỉ? Kệ, trên kia nó làm nhanh hơn. Chơi Minecraft đây, bye bye chị nha, hẹn chị vào bữa live tiếp theo, bye bye nha, đi chơi vui vẻ. Ủa, chưa lấy hả? Chưa lấy hả? Mày kê. Nghiệt ngã quá. Buồn. Nhiều nến lắm nha. Có sâu buồn đời. Đứa nào vậy? Để nào là để nào. Con cục đen thui gì mày? Không biết nữa. Không quen. Ngồi thiền thế. Trời ơi, nhìn tôi ngồi kìa. Thủ lù một đống vậy đó. Chơi một bản nhạc cho đứa con Sky của bạn vừa gặp thì bạn đứa con của Sky bạn sẽ chọn bài hát nào? Nhưng mà mình không biết chơi, mình chỉ biết hát thôi.
Lúc bé ngủ ngon. Ô, không biết được tiếng Việt à? À, đổi luôn. À, không biết được câu hỏi. Bye. Không biết được thì thôi. Đừng. Lại bị thiền lại à? No. No. Mà nó còn không hiện cho tôi thiền nữa cơ. Ủa, nhiệm vụ. Ủa, alo. Ê, nó không báo Đây cho là tôi. bị dính Nó không báo cho tôi làm nhiệm vụ xong mà nó cũng không cho tôi tiền lại nữa này. Trời ơi trời. Độc ác. Ở đây có mấy cục nến to ta? 4 cục đúng không? À, tôi không tiền được nữa mà. Tí nữa lại phải quay lại à? Là chán đấy nhở. Chán đấy nhở. Tại cười. sao? Tại sao vậy? Con game nguyền rủa này. Ủa bạn ơi. Hả? À, chết cha, tôi bị kẹt rồi. À, cứu, cứu. Hay quá. Cứu bé. Cái hồi mà kiểu mới chơi mọi người còn kiểu bay tít lên trên này xong rồi cứ nhét 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 vào cái góc này. Sao không hiểu sao vẫn vào được. Kiểu tôi đã cố Có mà gắng giờ rất vẫn vào nhiều. được. Tôi cố gắng rất nhiều mà không có vào được. Trong khi có một bạn OB, bạn ấy ở hết cảnh này. Bạn ấy lôi tôi vào trong luôn. Thật đáng sợ. Hết cảnh rồi. Chúng ta cần một người nữa là mở được cửa rồi mà. Đừng Thì trích nữa. cái bạn ngồi chung với bà kìa, Bạn hình như này không phải bạn tôi nha. Cục thì nào cái chứ? bạn khác, còn cái bạn chibi đen thui nè, nãy giờ tôi đang chỉ đồ thổ mà làm không được á, con ngồi hong hong quá trời. Gì? Con tôi không đi được ấy ạ. Ôi rồi trong này có mấy người lận này. Tại Cái gì? sao? Vậy mà không giúp đỡ. Thì đúng là những con người độc ác. Làm gì? Ở đây còn thiếu đúng người nữa là mở được cổng rồi. Em À, đây. Rồi đi thì đâu bà cứ nữa? là bà cứ làm nhiệm vụ đốt Rồi người ta tinh vào được linh rồi các kìa. thứ kìa. À, yeah, vào rồi, trời ơi. Bỏ công mình chị nãy giờ. Bị kẹt. Bị kẹt ơi. Bị kẹt đi cơ. Bị kẹt ngay cái góc bức tường kìa. Không, cái kẹt chỗ đó là phải ho chứ không đi được đâu. Mình sẽ đặt tên là newbie. Lại là newbie. Hôm nay mình đặt nhiều người tên newbie lắm. Ekite tới muộn quá là chúng ta đi ngủ hết rồi nha. Ôi sao tôi bị giọt đây. Trời chói mắt quá. Sáng chơi loa. Mỹ đã bị bắt cóc. Hả? Quê. Mỹ đã bị bắt cóc. Đi Quê. đi, đằng sau đi.
Tôi sẽ đứng đây đợi. Tính ra mấy cái bàn này siêu to luôn. Mấy spirit ngày xưa to đến thế sao? Đúng rồi, mình có chút mỏ. Chết ép. Chết ép. Cái này chắc là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái ghế là đủ cho 6 map luôn rồi. Tổng map à? Hội nghị bàn 6 map tròn thì à? Mấy elder đó bạn. Ừ. Mấy con elder bự chà bá ấy. Ủa nhưng mà map 4 gần 2 elder mà. Có một đứa đứng. Đấy, ghế này kỳ ha, lõm hai chỗ. Để phần mông cho nó thoáng cái gì. Một, ừ, sáu cái. Không, nó lõm mà ba chỗ luôn á. Ôi chết trời. What? Xin chào. Người Ô, người sao, chung của sao sao cái dáng của tôi nó lại như thế này? Im lặng, im thiên thiết luôn, không có gì nghe. Hello Toshi, đi học vẽ về chưa? Mày đi chứ. Mày kìa. Hello Mai. Bây giờ mình vứt Mai vô trong này xong mình chạy đi không? Tội nghiệp Mai. Nghe em kiểm tra kinh chuyện. Ồ. Ấy, hình như tôi vẫn còn thiếu một cụ ủ nến to kìa. Đây hả? Ừ, sao tôi... À đâu, Ủa sao nãy đứng bên kia nó không sáng nhỉ? Cái này ăn rồi. Để là về trưa hay là vẫn đang ở trên trường? Hello man. Không thiền được, rất buồn. Chết rồi, bà mới là đứa tôi bảo Mai nắm tay chứ nhỉ. Tại vì tôi sẽ... Bà có muốn sử dụng chiếc không? Để tôi lấy cái chăn của bà ra che cái màn hình nhá. Tại sao vậy? Sao được công khai rồi mẹ? Đâu nhỉ? Chăn đâu nhỉ? Đây, đi đi cái chăn. Ủa tại sao lấy chăn lại to không? Mình không thấy là không ai biết. Rồi. Kè đó. Ủa bà đang nắm ai vậy? Tôi đang mời nắm Mai. Tôi không thấy. Tôi đang mời nắm Mai mà. À ừ, Mai. Nhưng Mai không. I don't care. Lên. Đã nhà. Ủa nhưng bà đâu? À đây. Tôi chơi cái chiếc khác đó, không phải rocket đâu. Bà phải bấm ấn, ngay ấn nha. Ấn lại. Không, bà phải bấm ngay á. Tại tôi sợ giữa bà với tôi không được ăn thông. Ờ thì đúng rồi mà. Black magic. Black magic.
Mình rửa quá. Đi chơi với pháp sư mà cứ bắt mình phải đi chay không Tôi đã lấy chăn của bà che rồi. Mà tại sao chăn ạ? của bà nhiều lỗ đấy? Cái gì bao Cái chăn đố bà mà bạn cứ vẽ. đòi Cái chăn bà giả vẽ. Ê, lấy sao, báo lấy sao, lấy sao, lấy sao, lấy sao, lấy sao, lấy sao, lấy sao. Đợi xuống rồi, tắt cái chăn đi. Cha bảo anh nhìn tận như kiểu mắt ấy. Sợ quá. cái ghi đen xì cái kia là cái nào, nó là cái cục chibi đen xì À, cái cái cục cục đen xì với cạnh á cục hả? cục này mới lụm Cục này mới lụm về. Mới bắt cóc. À nhầm, bị người ta bắt cóc. Rồi bắt cóc ngược lại. nãy bà cũng sử dụng emo lên bạn bè rồi đúng không? Tôi chào bà đó. Không hay, không biết. Bây giờ chỉ thiếu mỗi cái thiền thôi. Tại sao độc ác với tôi thế chứ? Tí chơi team với tôi, mình phải tranh thủ chôn team của những người bạn, Tôi hôm chôn trước ít nhất là mua một cái trăm người. đống, tôi mua cái đống kia xong mùa trước ạ. À? Hay là cái gì thì quên mất rồi. Mua xong giờ hết tim rồi. Nè. Không Tôi cũng cần sắp như hết ấy. tim rồi, Sao sao? từ từ. Ê mà cái chỗ này lấy chưa vậy? Nãy không nhớ. Nãy đi lướt qua nhanh lắm. Vậy là không hả? Ok, bạn có thể đắp chặn tiếp. Chúng ta chơi rocket. Số. Số. Xuống rồi mà nát. Không, tắt tay hai người kia. Vậy đó, vậy là cầm lộn đúng. Cái của tôi đâu? Cái gì? Cổng của tôi đâu? Ai biết được. Bà phải bấm cổng như không đâu kia mà. À. Lên trước đi. Để tôi chỉnh hướng. Một áp bay thẳng ra ngoài. Tôi Ủa? chết rồi. Tôi chết rồi. Sao hai đứa cùng tách giao vậy? Quê. Tôi không biết, tôi có chạm vào màn hình đâu. Tôi vẫn đang bận che. Đây nè, ánh sáng cho lóe. Với tôi. Ông bà phải ngước lên mới thấy. Ừ, tôi đang cố gắng rồi đấy.
Để làm lại cuộc đời thôi. Sao nó lên chậm thế nhở? Tôi nhớ là vài chưa được một giây nó lên rồi. Nó bỏ rơi à? Trời ơi, bỏ rơi sao được bạn, kỳ thật chứ. Đi xuống. Sao mà bạn mời nắm tay mình? Đây. Ok, để đó nhà không được di chuyển đâu ha. Ê, bạn kia đi về rồi. Trời ơi, sao không tin tưởng gì nhau? Không tin tưởng gì nhau. Tức là ai? Hoa kìa. Ê, lộn. Một bông hoa xinh xinh. Yoshika. Đó, thấy không? Gheo gheo. Trời ơi, nhìn kìa, nhìn kìa. Ủa, cái kép gì mới vậy? Cái kép gì lạ vậy? Ê, quét. Cái kép cái gì? Là cái sự kiện Tết á. Kép lân. Kép con rồng á hả? Ừ. Bà giờ nến làm gì ấy? Đốt. Cái này cũng đốt được mà. Ăn nến đi, được ăn rồi. Chỗ này tôi đi lần thứ ba rồi đấy. Thấy bình thường trên điện thoại là một khi mà mình nhảy xuống hay mình làm gì á là nó sẽ mất luôn cây nến trên tay nha. Chứ trên PC là nó khó mất thật á. Mình phải nhảy liên tục. Ở đây có một cái hình tam giác ta. Đây này, đây có hình tam giác. Lỗi á, nè. Chui cái nó rớt thẳng xuống dưới được. Dạ. Không có rớt. Hên vậy. Cơ thể nó không phải là lỗ ấy. Ê, cắn ở dưới nhẹ. Một con mồi. Con mối. Lại định bắt cóc ai? Ok, mình sẽ bắt cóc bạn của mình. Tại sao gì? Hả? Để nắm tay rồi còn bỏ tay ra nữa. Bạn tôi bị lát. Thôi anh trộm tim của Mai. Ê, tự nguyện luôn, không cần phải hỏi. À trời. Tự nhiên Mai bị lỗi. Đúng rồi, Mai bị lỗi tim nè. What happened? Mai bị lỗi cái gì nữa. Bật nến ra là con nó cứ bị tắt đấy. À, lại cái lỗi đấy hả? Ừ. Con ăn sỏi.
sao cái lỗi này nó chỉ bị thoáng qua thôi, nó bị lâu dài. Còn nào không ta? Ủa lấy cánh trên bộ xương con cá đuối gì? Tôi lấy rồi á. Ủa con đấy là con cá đuối. Ừ biết nữa. Nó giống con cá đuối gì thôi. Rồi mai mất tiêu luôn. Không nhận được. Sạc lát rồi. Ủa tôi đang bị cái gì vậy? Không. Tôi không có về home được gì. Bé. Tôi không về hon rồi, tôi về hon rồi tôi lại đứng dậy. Bà lại đứng vậy. Đúng rồi, tôi đang bị lỗi thôi, để tôi tắt. Reset lại. Hôm nay tôi lại bị giống bà. Bị giống tôi. Nãy bà độn thổ á. Ồ. Bạn bè đợn hộp xong tôi bảo bà sử dụng cái emo xỉu mà bà xỉu không được, nó cứ đứng lên á. Ghiền lắm lưỡi. À, tôi không thoát được cái ấy đâu. Dạ, hai chị em tâm Trời sự ơi, bị gì giống vậy? sao vậy? Mất tiêu luôn. Ôi trời. Yoshika đã bay màu. Chị Tê đâu rồi? Có khi chúng ta đi ngủ rồi chị Tê vẫn chưa ấy. Tớ vẫn phải làm nhiệm vụ thiền. Ôi bà bế tôi đi. Để tôi đi thắp line. Đọc. Bên đây. Không. Lẹ nào.
Nghiệp lỗi quá, nghiệp lỗi quá. Tôi vẫn không được, không gõ được dấu. Kiểu nếu mà dấu mà có thêm dấu ở trên, kiểu như kiểu chữ O xong là thêm dấu hoặc là E hoặc thêm dấu ấy, thì nó không cho. Nhận quy lại nhầm, nhận đi em ơi. Em ơi. Nhận quy nè. Không có hay là bế là được, tại vì bà đang cõng, hay là bà đang bế Yoshi. Bà nhắn bé bé bà đi. Ok. Mình phải bế lần lượt chứ đúng không? Bị giờ Ừ. là nhắn bế thế giờ giữ chưa? Giờ là nhắn bế giữ chưa? Ê, nhưng mà mai phải nắm tay bà trước á. Sao mai giơ tay kìa. Được sao? Cái gì ấy? Bạn nào đô kép vậy? F của Fit Team. Bà chị tôi quen thôi mà. F của Trời Fit nộp Team. kép. Ôi sao làm được. Mà tôi nghe thấy giọng cười dần mất đi nhân tính của bà ấy nhỉ. Chết rồi, không không phải phải đứng cạnh nhau. Chưa lộn vé. Ôi rồi nó tung hoa kìa. Bắt cóc thêm một người nữa. Ê, từ từ để tôi cõng bà đã chứ. Nhẹ nhàng tin kiểu. Trời ơi. Ủa? Là sao? Bà phải bế Yoshi chứ. Tại là chuyển sang bàn phím nó có bị lộn ấy. Yoshi phải lên trước. Đó, lại xoay vào vào ấy. Để chúng tôi hôm qua ăn cơm chó. Vụ là một em mốt này, một tinh linh với cả đi thiền với cả, nhưng mà lúc nãy con bé nó chưa nhận nhiệm vụ cho nên là cái cầu vồng nó vẫn chưa ấy được. Mà sao bà bay trên không vậy? Sao Dễ. bà bay trên không vậy? Yeah. Xem mà chị. Lại ba dịch gì đây? À, mà chị này nó không thể đâm xuyên tường được. Ý da. Vậy thôi. Tưởng đâm Bà ba xuyên dịch được cái mình học được chiếc gì mới chứ. Vậy thôi. chứ? Chạy 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 chạy. Trời nhỏ đốt nhà vậy.
Ê, tôi lùn quá, tôi không... cái hai cánh tay của tôi nó ở đằng dưới rồi, đố dùm đi. Đâu rồi đó. Đã lùn mà còn không có tay để đốt nữa. Xa quá. Oh, we'll skip. Đốt nến xong rớt luôn này. Ngồi thôi. Vẫn thiếu cái cục nến ở đây. Em phải nhớ đi. Quăng xuống nó hằng hằng gì cứ quăng xuống đi xuống. Ta phải nhẹ nhàng chứ. Bể lên xong rồi chớp thì cơ quăng xuống dưới. Mất cái emote bể rồi. Nó đằng nào bà cũng phải ngồi thiền mà. Tôi kéo lên đây. Rồi xong rồi. Luôn Ê đúng rồi, bà hello xóa cái cục nến của hello bà đây đi. làm sao để tháo tay ra ta, làm sao để tháo tay Thì bà cứ di chuyển, anh bà cứ bấm di chuyển là nó có cái nút tháo đó. Bà thấy cái cục nến của bà ở đây không? Bà bấm vào bà xóa nó đi. Ryan, ai là động tác với tôi mà. Thấy Ôi chưa? trời ơi. Ôi trời ơi. Chịu. Thật là độc ác với tôi mà. Chưa ngủ hả chị? Chưa nha. Xíu nữa. Sắp rồi. Sắp tới giờ đi nằm rồi. Sắp tới giờ chúc bé ngủ ngon được rồi. Hu. Úi, rớt đồ kìa, không nhặt được đồ kìa, tại sao nó lăn vậy? Cái cục kêu nó bị lăn này. Ok, chúng ta gì không thôi. Cục kêu nó lăn lòng tròn luôn á, nó ở dưới đất xong nó lăn á. Để... Còn cái cầu vồng nữa bà. Ôi dồi ôi. Ủa, cậu vào đấy rồi mà. Cảm ơn chị. Ủa sao tôi... À, tin nhắn của bà. Con bé này nó chưa tới cái cầu vồng, hồi nãy nó đã nhận quy đâu. Tôi kêu nó về nhận quy nó không về đó. Xong còn spirit Bà nữa. về home đi, tôi kéo Yoshi lên. Hả? Đuổi tôi luôn. Nó còn thiếu spirit nữa nhỉ bà? Cả spirit nữa nhỉ. Tôi sẽ về nhà đợi mấy người. Chờ người nơi ấy. Đi kiếm xem. Ồ. Nhận đồ free nè. Nên bà chưa nhận đúng hả? Quá Ừ. trời luôn á. Tôi chưa nhận luôn. Mà lấy vé không? Chắc Có. không. Có. Mua Tôi mới có 25 vé mà tôi chưa mua một đồ gì luôn. tạm một cái đi. Xong cái kia. Cái kép hoặc là cái tóc. Cái tóc cũng ok lắm. Dạo này tôi không có thời gian để vô. Thật là đau khổ. Đợi. Trong khi đợi thì tôi sẽ ngồi thiền. Không.
Không hát đâu. Nhà không hát đâu. Tối rồi hát hàng xóm ra đấm chết. Múc Không, luôn chân yếu tay mềm làm sao mà múc được hàng xóm. Nổ. hàng xóm sơ lơ. Tôi thì chỉ có một mình mà hàng xóm có nhiều lắm. Không được đâu. Không hát đâu. Để một ngày nào đó mình sẽ hát. Nhưng không phải hôm nay. Yêu si bay thẳng lên trên rồi bỏ tôi ở đây. Rồi là ai lít ai? Rồi là ai lít ai? Tại vì tôi giảm tốc độ màn hình á, nghe là vô sĩ vậy chứ tôi. Nào, 3 ngày nữa là mùa mới có gì đặc sắc không bà? Mùa xe tổ nó sẽ có nguyên anh nhỉ. Cái nhiệm vụ thứ nhất thì rất là dễ, mình chỉ đi hơi xa tí thôi nhưng mà làm cũng dễ lắm, đơn giản dễ hiểu. Xong rồi đến nhiệm vụ thứ hai thì mình sẽ có nguyên căn nhà để mình xây tổ. Mỗi người một căn nhà Cái luôn. mỗi người một căn nhà, và Ừ. bà có thể choi cái nhà của người khác cũng được, hoặc là bà cấm cửa người khác vào nhà mình cũng được. Ồ. Nhưng mà cái nhà nó bé xíu như cái phòng trọ á, phòng trọ một người á, nhỏ lắm. Ừ. Tôi cứ hy vọng là nó sẽ to hơn nhưng mà nó nhỏ xíu rồi. Phòng của chị em mà. Ừ. Để biến. Mà nó bé lắm nhưng mà mấy món đồ của nó thì rất là nhiều, cho nên là tôi không nghĩ ra được là mình sẽ làm cái gì trong đó ngoài việc tạo ra một cái phòng trọ chứ không phải là một cái ngôi nhà tuyệt đẹp. Tôi không cầm được cái cục này. Ở cái nhiệm vụ thứ ba thì nó sẽ có một cái bảng danh sách cho bà làm. Vì trên cái bảng danh sách đó nó Rớt sẽ xuống đất rồi. có phân, nó phân làm ba loại. Thì ba cái loại đó thì nó như mà bà, tại vì một trong số ba danh sách đó nó sẽ có cái bắt buộc bà phải mua đồ nội thất á, mà đồ nội thất nó đắt lắm, trăm mấy đến mấy 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 chục tim luôn, mà đâu có rẻ đâu. Ui. À, Dubai đâu kìa, Aharu. À, ok. Là vừa vừa nói vừa kể, à vừa kể tiếp đi bạn. Vừa thay đồ vừa kể Mà tiếp đi. còn một cái danh sách nữa là bà có thể làm rất là dễ, kiểu như là nó sẽ yêu cầu bà đập tay với một người bạn á. Thì cái nhiệm vụ thứ ba nha, bà có thể đập tay với một người bạn mà bà không biết đập với ai, bà ra con tinh linh mùa và đập tay với nó tự đập bay với bà luôn, mà tự nguyện mà. Tôi vẫn không làm được cái trò đấy. Cho gì Đập tay với tinh linh mùa đó. thì tùy một số con tinh linh mùa nó có ôm có con thì có đập tay, con như con ở nhà cây á, mà con nhà cây bà đã làm hết chưa, nhớ là bà làm rồi, Không nhớ nữa. nhớ là bà làm rồi bà mới mở được cái cổng đó chứ. Nó có nhiều loại á, kiểu bà không có bạn bè thì bà ra đó bà đập tay với nó, hoặc là nếu bà nhớ vị trí của mấy mấy con tinh linh mùa á thì bà ra đó đập tay, hoặc là dìm ôm cũng được. Con đu bèo đu đâu rồi? Ngủ mai còn đi học. Bye 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 nha.
Đang mang thanh tú nha. Két này nhìn cũng hợp với cái quần ghê. Lần nào tôi thấy bà đeo cái mũ này, bà cũng sẽ đeo cái mặc cái bộ mặc cái quần đấy. Tại vì nó tối màu nó hợp. Chứ mặc cái quần kia nó sáng quá. Ô, tôi muốn cầm cái cục kêu lên nhưng mà nó lại cứ hiện ra bạn bè. Xong. Nè nè, khỏi kép mệt cho chúng quơ chúng quắc Đây, this is Dubai. Đây là Dubai của chị. thế. Như Xong bạn thấy một con mốt đang đang nắm tay không cóng được. Ê, chúng ta chơi thử cái trò này không? là gì? À, hai đứa Anh đưa cùng cùng bế bé nhau á, hả? hai đứa cùng bế nhau chơi. Rồi đếm nè, Một, một hai, hai ba. ba. Ui ui chấm chia này Nobita. Ê tôi bay lên trên mà sao bà bay xuống dưới vậy? Kiểu xuống dưới thì bà mới vô suy thử thử xem để tôi xem là người ngoài nhìn thấy như thế nào, cái đây tôi bà sợ nỗi mất bích luôn rồi. hả? Alo, Lúc nãy á, lúc nãy nhìn thấy bà hét lên xong à, mất tiêu luôn. tôi cười trong im lặng, tôi cười không có ra tiếng. Em là công chúa của anh. Anh là công chúa của em chứ. Con cú nó lớn tuổi hơn con Dubai mà nó ra trước mà. Nhìn, tôi chống mắt lên nhìn mấy người. Ê, hay là hơn 3 tiếng đi. Bà nhắn đi. Trời sập quá trời quá đất. Và tại sao tin nhắn của Chi không lên được trên ấy nhỉ? Không lên được Ở đứng sát vào nhau. trên chat nữa. Đứng sát vào nhau được mà đúng không? Sao dữ vậy? Ừ thì đứng sát về nó không bị ấy. Đứng sao vậy? Để chưa. Bấm vô. Ủa không được à. Chà, thêm một cái chiếc mới lạ lường. Được, phải có bà hon đi.
Sao sao không nghe gì? Vô. Chị nó để thành vì sao rồi vậy? Ê, chắc bay ra ngoài đảo được á, bay được không nhở? có khi nào nổ máy Em em không bay được, gió kẽm gắt quá không bay được. chị rớt xuống đáy biển rồi à? Rớt xuống đáy xã hội luôn rồi hả? Ủa Ê, mấy nhưng mà người ê, tôi sắp rớt xuống rồi chứ, Yoshi là bị rớt rồi. Tôi còn đang lơ lửng trên không. Ồ, chắc thấy mọi người đó luôn, không biết giới hạn tới đâu. Giới hạn chắc là tới giới hạn của map này. Úp về rồi này. còn hình như Yoshi vừa mới được sạc lại cánh đúng không? Ê, tôi mà còn ở dưới đó lâu nữa chắc Yoshi nhột ngột tứ chết tươi luôn á, Chết cắn rớt, cắn rớt luôn. tôi định quát theo mà không quát theo kịp luôn á. Quá mình chị, hay là Ủa bạn nắm Thanh Tú tay của chưa đi mình đi. ngủ ư? Nắm tay á? Nắm được đâu. Nắm đâu được, Tôi nắm đâu được đâu. nó không được, chỉ có đập tay nè, ôm nè, Tranh các thủ thứ hít khác miếng cũng được. Ikemen. Tranh thủ hít miếng. Còn tôi thì hít miếng cục kiu. Rồi em hít kém với. Đây, hít hả, hít hả. Đấy người ta còn muốn múa luôn này kìa. Ê, trời trời, đây chính là nó. Chính là nó. Trời trời Tìm nghĩ. trời 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 Chính trời là nó. chị với mọi người ngủ ngon nha. Thanh Tú ngủ ngon nha, ngon nha. Trời 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 trời. Không? Bye bye mọi người. Bye bye Mai. Ăn cơm chó nhỉ. Học ăn. Ngon nha. Cái gì cũng Cái gì đây? Trai này đẹp nhưng bị khủng. Bye bye. Đấy, emote vẫy tay. em thấy gì không? Bye. Làm gì? Trời Ê, trời 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 trời. Trời. bà đoán xem tôi giống đứa nào trong Identity Cái bánh xe. file. Sao rồi có cái răng cưa Ba anh em nó bánh xe. có cái một cái tên chỉ ra xong rồi đâm trúng đứa nào dính đứa đó. Đâm thế nào nổ được đó. Cái gì? Tôi cũng không đọc được chat luôn. Nó nguyên cái màn hình rắc luôn. Cứu. Trời đất ơi. Không bế nữa luôn mà. Nếu không bế đu trên người luôn mà. Nè đó, kiểu mình bắt cóc đứa nào đó trong cái bộ phim Công chúa tóc dài á, mụ phù thủy bắt cóc đứa bé nè, xong làm như này nè. Tên đồ Đến kìa. lướt. Lọc kìa, lọc kìa, lọc kìa. Hello. Cái gì em bé làm cái gì kìa?
nó đánh bà, nó đánh bà đúng không? Trời ơi, đánh con thẳng mặt luôn chứ. Thấy thấy tôi bị bầm mắt không? Bầm Nè mắt. mắt nè, bầm mắt luôn nè, bầm Tự hai mắt nhiên luôn. em mà gặp được hay vậy. Đánh bầm mắt xong rồi tôi mệt mỏi. Giống như là mẹ với đứa bé trên tay, xong rồi đứa bé quấy quá, người mẹ mệt mỏi. Trầm cảm sau Ôi, mệt sinh. mỏi. Em có vào đâu sao vô tình gặp vậy? Ai biết gì đâu á. Thì ai biết đâu. Đi đi ấy đi, đi 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 lộn vé đi. Sắp Ok. hết giờ rồi. Hết Đi. giờ rồi. Đi thôi. Để dắt bắt cóc nhỏ này đi nữa. Ê, giờ Máu dồn lộn. lên não. No. Don. Cái gì mà don no hả? Cái gì ấy? Sợ bắt cóc à? Anh giờ mà bảo Lộc đi lượm vé thì có trễ quá không? Không biết. Trễ quá rồi, còn có vài ngày nữa kết thúc rồi. Với tôi còn trễ nữa mà. Em tưởng Nay chị ngày thứ là mấy? hôm Còn nay nay là là thứ thứ sáu. sáu. Còn đúng 2 ngày nữa là kết thúc rồi. Ồ, dạ chắc chắn là không kịp Quăng rồi. xuống. Quăng xuống. Ôi sao nhỏ ngồi, bà quăng vẫn có nhỏ ngồi luôn kìa. Ê, như Lộc chưa làm nhiệm vụ nhưng mà Lộc Oh Lộc không thấy. Yeah. no. Ê, Nhìn đi, đây là giang sơn mà ta dành. Lộng. Đây là giang sơn mà ta dành lại cho hai hai nàng đấy. Giang sơn này rộng quá. Ê Lộc này. Học học này. May dự gì, may dự gì, may Nhỏ kia rớt luôn rồi kìa. Ủa sao không thấy ông. cái bàn tay đâu? Bàn tay đâu? Bàn tay không? Ấn vào đâu vậy? Ủa làm sao để... Ủa? Tôi không nhặt được. Tại sao? À đây. Một vết. Thấy cái thác nước đang đổ không? Thác nước. Ừ, cái thác nước. Cục này sắp hết cánh rồi. Ê, đằng nào mà cũng sắp ngủ rồi gì nữa. Vô Discord làm gì? Bạn rảnh. Chỉ đạo nó mà không cần phải gõ thôi, tôi lười gõ quá. Ừ Thác nước à? Đây hả? đó. Cái Mấy cục con mũ bé nào đúng nó là này? é lên. Ê, trên thác nước. Không Ê. không, tôi muốn trêu mấy con này. Nó chạy Dậy, không nhỉ? dậy. Ê, ước gì mình bắt nó làm thú cưng được nha. Chắc là cu Ông te. mình lột da nó lên làm kiếp. Gì vậy má? Sao mấy người Thôi bơi thì kiểu gì mình ấy? Mấy người bơi kiểu gì ấy? Mấy người bơi kiểu gì ấy? chị Bơi kỳ chị cục kìa. Bà gì lặn luôn kìa. lịch trình mới thấy có vé. Bơi lên trên. Ừ
Ọc cái vé nó tự hòn cho bà thấy địa điểm luôn á. Bà lên trên bạn khoái lạnh quá. những cái tiền. Cái gì nó cho mình cửa nhỉ? Thiết quá. Ngọc phải thoát tay ra mới lấy được vé. Bà thoát tay ra thì em không biết đâu. Nghe vui mà. Tạm biệt. Có nhìn thấy vé không ấy chứ? Chắc chắn thấy chứ. Nhưng mà nó chạy vòng quanh đi. Trời nó nắm lại luôn đấy. Tôi kể nó đi. Lấy Que. đằng sau thấy còn còn bán đồ sự kiện không, trước mặt kìa, bày tới chỗ nó xong bấm vào nó. Yếu quá. Chắc là tôi lấy được mỗi một cái tóc thôi. Sao vẫn còn spell mà tôi chưa nhận hết này? Nãy tôi thấy nó xám hết rồi mà ta. Mấy nữa. Đây là ba cái rồi đúng không? Mới ba cái rồi đúng không? À, thôi để tôi tự bay. Tại chỗ này nói ra cũng khó mà. Lặn xuống dưới. Lặn xuống dưới thấy gì không? Tôi thấy tôi lại nổi lên trên. Nhìn xuống dưới. Không có gì ở đây hết. Kiểm tra lại vé. Sao mấy người này vẫn vơi kiểu kỳ cục rồi? Tại vì mình đang bình thường nó sẽ cho mình nổi lên trên mà mình đang bấm lạnh xuống và người ta vẫn đang nổi lên trên. Ở đâu đó bên đây nè. Ủa sao gì? Ở đây đúng không? Đúng rồi nè. Nghe đi đi, ở đây có hai vé à. Where you? Let me see your nail. Lạnh xuống. Lạnh xuống. Tôi cắm đầu xuống nhưng tôi không xuống. Thấy xung quanh chỗ tôi đang đứng có không? Có một cái ở đây. Còn cái trên bờ nữa là hết rồi. Ủa, nhỏ kia đâu rồi? Trời, chết đuối ở dưới rồi kìa. Nào hết vé à. Thôi cũng 10 giờ 10 rồi, anh đang nghỉ ở đây đi ha. Bye bye. Sẽ làm gì hôm 9 đã? giờ. Tôi có việc. Hôm đã mất.
Bye bye. Tạm biệt mọi người ai nữa. Mọi người. Mình off đi. Livestream mình sẽ tới đây. Nào, đợi tôi miếng. Đợi tôi miếng. Thank you mọi người đã xem stream mình hôm nay. Thank you bà đã ngồi chơi với tôi. Thank you mấy đứa nữa, nhưng mà mấy đứa không có nghe thấy. Rất tiếc. Chúc mọi người ngủ ngon, mà đẹp. Mai thì sớm đi. Đi học, đi làm, đi đủ làm đủ mọi thứ. Thứ gì đây? Bye bye. Cái thuyền bé bé này nhìn kỳ ha. Hai, bye bye. Bye bye. Ngon, bye bye.